Thưa quý vị, sáng mai, mùng 7 tháng 5, tại sân vận động tỉnh sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thời điểm này, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang hân hoan đón chờ đại lễ với nhiều cảm xúc khác nhau. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để được hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc, của đất nước trong những ngày này, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tỉnh Điện Biên đã đổ ra các tuyến đường lớn từ sớm chào đón các khối lực lượng vũ trang và tỉnh Điện Biên tham gia diễu binh diễu hành. Ai ai cũng hy vọng được chứng kiến các hoạt động có quy mô lớn, hoành tráng, hướng tới kỷ niệm chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu tại mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ 70 năm về trước. Đi từ 5 giờ sáng, rất đi đến đây rất vui. Hai nữa, đến mùng 7 tháng 5 thì tôi rất thích đến sớm, đến từ 3 giờ. Cũng rất là háo hức để chờ đợi 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, và hôm nay chị em chúng tôi đã đi rất là sớm để đến trực tiếp được xem là các chú bộ đội bắn Đại Bác, và trong lòng ai cũng háo hức để chờ đợi đến cái ngày chính thức và chúng tôi sẽ có mặt để cùng cổ vũ cũng như là chờ đón cái ngày mùng 7 tháng 5. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ còn có nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc như chương trình nghệ thuật đặc biệt Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử, màn bắn pháo hoa tầm cao vào tối nay mùng 6 tháng 5. Đây cũng là những hoạt động được đông đảo người dân mong đợi. Hôm nay em và các bạn đến xem các chương trình của các nghệ sĩ và diễn viên chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt, và em mang đến tối mùng 6 tháng 5 để em đến xem chương trình trực tiếp ạ. Không trực tiếp có mặt tại thành phố Điện Biên Phủ trong ngày lễ trọng đại, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tại các huyện, thị xã đã dành thời gian để xem các màn hình LED cỡ lớn để không bỏ lỡ thời khắc kỷ niệm quan trọng. Cả nước, Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng đang chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Qua theo dõi các phương tiện trong thông tin đại chúng, chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa của lễ kỷ niệm sắp tới, mặc dù không trực tiếp để dự lễ kỷ niệm tại thành phố Điện Biên Phủ, qua màn hình ảnh LED chúng tôi vận động nhân dân và thế hệ trẻ đến cùng xem trực tiếp, qua đó để giáo dục cái truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc ta. Thời điểm này khắp các tuyến phố đã rộn ràng không khí đại lễ, trong lòng mỗi người dân thành phố Điện Biên Phủ nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung đều đang trào dâng những niềm hân hoan chờ đón ngày lễ trọng đại của đất nước.